Nay lên đây chửi con đĩa chó, giờ rảnh nè. Rảnh lên đây chửi con đĩa chó nhả Linh Miêu này thôi. Đĩa này sốc hàng thiệt ha. Đĩa này đĩa cặn bã xã hội này thiệt. Cái con đĩa chó nhả Linh Miêu ha. Con đĩa mụ nội thằng cha con ghé mẹ mày ha. Tao chửi hả? Thằng cha con đĩa mẹ mày luôn, cả mày luôn ha. Làm ăn ngóc đầu lên không nổi nghe chưa, con đĩa chó nhả Linh Miêu nha. Mày á, mày đừng có xạo lồn ha, mày đừng có lên trên mạng mà mày chém gió nghe chưa, tao nói cho mày nghe ha. Cái thứ của mày á ha, là cái thứ hả, nghèo bần hàn ha, ở xứ Việt Nam á giàu có ha, đẹp đẽ ha, mà tại sao á hả, Việt Nam phát triển rồi đẹp đẽ giàu có mà tại sao cái đĩa mẹ mày không chịu ở Việt Nam mà mày đi qua bên xứ người hả, mày qua bên đất xứ của người ta mà mày ở, mày đi làm thuê làm mướn mà mày để mày kiếm cái đồng tiền mà mưu sinh hả. Mày hả, mở miệng ra mày nói mà mày không biết nhục, mày nói mày qua bên xứ người mày mưu sinh vì đồng tiền ha. Bởi vậy á, tao nói cho mày nghe, ở Việt Nam này á, mày làm đĩ tứ xứ hết rồi ha, không có còn cái nơi nào để mày làm đĩ nữa, người ta vạch trần cái mặt của mày ra rồi, mày nhục nhã rồi, cho nên mày mới qua bên ha, bên Mã Lai rồi ha, cái châu Phi rồi đó, rồi qua bên đó mày làm đĩ cho mấy cái thằng đó ha, chứ mày qua bên á, Singapore ha, nó tống cổ mày về ha. Cái thứ mà đi làm rỉ qua bên đó coi, thế này mà nó vượt mà chạy mà bỏ chạy bỏ dép bỏ của chạy nó người luôn nha con. Con đĩ mẹ mày nha không. Ở đây là tôi chửi á ha, là con Thái Ngọc Nhiên ha, nó yêu nước vậy, nó yêu kệ nó, tao không cần biết. Còn á, nó lên mạng nó chửi tục chửi tiểu là tao chửi về cái vấn đề đó ha. Nó yêu nước thì nó nói như thế nào đúng không nè, con đĩ mẹ mày ha. Cha mẹ tao nè, cha tao nè, chú tao nè, cậu tao nè, đều là cộng sản. Tụ mẹ mày hả, cha mẹ mày, ông bà tổ tiên trời đường nhà mày, chết được bao nhiêu người hả? Dòng họ nhà tao ha, chú tao, cậu tao thì cũng đi gì đi lính mà chết nha. Con đĩ mụ nội thằng cha mày thấy không? Tao còn chưa có mở miệng ra tao khoe khoang ha, là tao yêu nước hay gia đình dòng họ tao yêu nước hay này nọ nha chưa? Nụ má mày, ở đây á, tao không có nói gì nhà nước hay là chính quyền gì hết trơn, tao không có nói lính tráng chết chóc thì là sống chết gì ở đây ha. Mà tao lên đây đó là để tao chửi con Thái Ngọc Nhiên ha, tự giữ con này nó lỗ mãng ha, nó lỗ mãng, nó mất dạy thấy không, mở miệng ra nói bậy nó bạ nó tục nó tiểu thấy chưa. Cái thứ đồ dân quê ha, ở hả quê thì nói chuyện cái chữ nghĩa không có rành ha ha. Còn mày đặt á, địch con mẹ mày, địch con mẹ mày, địch con mẹ mày, địch con mẹ mày, địch con đĩ mẹ mày, thấy chưa, thấy không? Con mẹ mày với thằng cha mày á, ở gần mày đó thì mày cứ địch đi, thấy không? Mày địch như cho nó hửi, thấy chưa? Ủ má mày, cái bắt trước mà mày mà mấy người hả mà bắt nữa. Địch con mẹ mày, địch con mẹ tao, địch con mẹ mày, địch con mẹ mày, tao địch con mẹ mày. Mày địch bà của nội mày đó, mày địch con đĩ mẹ mày đó, nhá không? Trời đất ơi, con đĩ mẹ mày, mày nghĩ sao vậy hả? Hả? Bày đặt nói tiếng hả miền Nam mà chưa rành á, bày đặt bắt chước cái giọng của miền Bắc nữa. Trời đất ơi, đi con mẹ mày, đi con mẹ mày ha. Chẳng qua là tao bực bội mày thôi, tao tức tối mày thôi, cho chửi con Thái Ngọc Nhiên ha. Nó lên này nó chửi nào là mày ăn băng vệ sinh, mày uống máu lồn tao nữa chưa nào, máu lồn tao, làm như cái máu lồn của mày làm như là sạch sẽ lắm, đẹp đẽ trên cái thế gian này dữ lắm hay sao ha. Mày nói ra cái câu nói đó chắc mày hãnh diện lắm đúng không? Cho nên á hả, mày không có biết mắc cỡ, mày không biết xấu hổ nhục nhã là cái gì, mày mở miệng ra địch con mẹ mày, địch con mẹ mày, tao địch con mẹ mày, uống máu lồn tao, mày uống máu lồn tao, mày uống khí tao. Mày là có con chuyên gia đi đủ bậy cho nên khí chảy bậy không, giờ nào có lồn mày cũng chảy khí ra hết trơn, cho nên mày mới kêu người ta là mày uống máu lồn mày, con đĩ mẹ mày, cái thứ mày đột thứ đĩ điếm không nha. Tao chửi con Thái Ngọc Nhiên ha, lên chửi tục tiểu bậy bạ, còn nó yêu nước tao không màng tới, tao không quan tâm, tao không nói ha. Tao nói ở đây là tao nói là nói riêng con Thái Ngọc Nhiên thôi, tao không đụng chạm về chính quyền cộng sản, tao không chạm về lá cờ vàng lá cờ đỏ gì hết, mà ở đây là tao đã lên á mạng cho nhìn cho thấy con Thái Ngọc Nhiên cái thái độ của nó như vậy thì tao làm lý tôi chửi nó thôi ha. Mắc mớ ông cố nội cha gì mày hả, con đĩ nhã Linh Miêu hả,
con thấy Ngọc Nhiên nó cho mày ăn băng vệ sinh cho nó không, uống máu lồn của nó nhiều quá rồi đúng không? Thì bây giờ á tự nhiên là tao không biết mày ha, không biết mày, không biết mặt, không biết tên, chức tuổi, không biết cái gì của mày hết trơn hoàn toàn. Mà tự nhiên mày bên con thấy Ngọc Nhiên lên mà đây nhảy lên mà đùng 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 mày nói cái tiếng hả mà dân của miền Nam cái chữ Việt không mà nói chưa có rành đó, không? Người ta cái đất nước của Việt Nam mà kêu cái đất nước ha, đất nước ha, còn hả nhân dân kêu ê, nhân văn, nhân văn, nhân văn. À, cái nhân văn à, nhân văn này nhân văn nọ nghe không à, mày nói người ta ha ăn băng vệ sinh uống máu lộn đồ đủ đéo này kia nọ cái thứ của mày với là con thấy Ngọc Nhiên nó y chang nha. Tao không đụng chạm tới mày ha, con để mẹ mày ha, thằng cha con cái mẹ mày không có dạy mày đúng không, cho nên hả mày nướng lồ mày lên đây mày chửi gì mày chửi sản mà chửi người này mày chửi người kia đủ má mày nhớ nha ha. Mày chửi thì mày rút vô trong cái lỗ quần què mày trốn nghe chưa mày, nghe không? Đụng đĩ mẹ mày ha. Tao từng đi Bình Dương, tao nói cho mày biết, tao từng ở Bình Dương Đại Nam, tao từng ở Đại Nam đó. Đụng má mày cho tao địa chỉ chính xác đi con đĩ mẹ mày ha. Trời đất ơi mày nghĩ sao vậy hả, mày nghĩ sao mà mày chửi tao đúng không, mày hạ thấp tao đúng không, thì mày nghĩ sao mà tao đưa mày lên hả? Mày nghĩ sao mà tao đưa mày lên, người tao nói mày là đĩ hạng sang, mày có biết nhục không? Con nít mày mấy tuổi nó không biết mày đồ đồ có con láo lồn nữa. Trời ơi, tự nhiên cái tao nói mày là đĩ hạng sang hả? Trời đất ơi, mày là con đĩ tồi tệ thì có ha. Mày là con đĩ rác rưởi ha, con điếm đàn, thấy không? Đĩ mẹ mày nha cha. Ha. Bà nội cha mày ha. Âu cái ai ăn Tết của ông có nội mày đâu ha. Mày bày đặt mày lên đây mày chửi. Hả? À, con quỳnh dâm, à, con quỷ, à, quỷ cái, à, lên lên nó khóc thuê, nó khóc mướn, à, cho quỷ công nương. À, đồ có thứ ngựa, ngựa dễ sợ ngựa luôn. Bà con ơi, tôi là Nhã Linh Miêu nè. Sao tự nhiên tôi nướng lồn mà có lồn tôi nó giật tăng 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 tăng. Không ai đủ tôi hết trơn á. Nha. Ở Việt Nam này nè, đàn ông nó chết mẹ hết rồi, nó không có ai đủ tôi á, tôi cho đủ không mà nó cũng không thèm đủ nữa đó, cho nên tôi nấn lồm nên tôi chửi mọi người, tôi chơi đỡ nha. Thôi bye bye nha, nhà có khách nha.